Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại về được ít dây Canon. Đó, dây này là dây màu cà phê sữa các bác nhé. Đó, thì đầu của nó là hai đầu đen. Dây này rất là chất rồi. Đó, thì bây giờ thì em xin phép em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Cái dây này là dây nõi đồng các bác nhé. Cái sợi dây này này. Đó, bởi vì em cũng đã bỏ ra kiểm tra rồi. Và đầu của nó thì đây chính là đầu cái, các bác nhìn này. Người ta làm rất là đẹp luôn. Rất rất đẹp luôn nhá. Đây là đầu cái. Ba đường. Người ta đều đánh dấu cho các bác là 1 2 3. Đó, thì còn đầu đực thì sao? Thì đây chính là đầu đực này các bác này. Cái chân của nó nhìn rất là chắc chắn luôn. Chân rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Rất là cứng cáp và chắc chắn. Và cái dây này khi các bác lắp vào thì nó cũng giảm nhiễu tín hiệu rất là tốt. Đó, thì các cái dây này thì các bác có thể chạy từ vang xuống đẩy hoặc là từ mixer xuống đẩy, sử dụng được rất là nhiều mục đích. Các bác có thể chạy từ vang xuống mixer cũng được, vang ra cục sút cũng được. Đó, mà nhìn rất là khôn đúng không ạ? Đây thì em sẽ này thì một tay thì em rất là khó tháo cho các bác. Đây, tháo cho các bác xem luôn này. Xem cái mối hàn của nhà sản xuất người ta hàn như thế nào. Hoàn toàn các cái dây này người ta hàn hoàn toàn bằng máy hết nhé các bác nhé. Tháo luôn ra cho các bác xem luôn, không có gì giấu cả. Đây các bác này. Đấy. Còn đây là mối hàn này. Đấy, các bác thấy không? Người ta hàn rất là thấu, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bạn này. Đó. Hàn rất thấu và rất đẹp. Đó. Riêng cái dây này người ta đấu luôn cho hai cực này. Đòn cực trắng, đỏ và trắng thì người ta sẽ đấu riêng. Và em quay này là chắc là các bác nào mà muốn hàn thì chắc là cũng có thể là tự học được đúng không ạ? Thì đây là chính là về cái đầu mối hàn của nhà sản xuất, của đầu cái. Bây giờ em sẽ tháo thử đâu được, xem tháo được không nhé. Tháo được không? Được luôn các bác này. Đây thì các bác, không có một cái gì để giấu các bác cả. Đó, chất lượng thì luôn luôn nó đi về giá thành, riêng ở bên em là như vậy. Đó, các bác nhìn người ta câu à, câu dây đồng đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn cái mối hàn này, rất là thấu và đẹp. Đó, rất là xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra. Và cái dây này chúng em đã nói là dây đồng nguyên chất nhé, em đã test thử rồi nhé. Đó, các bác nhìn cái thiếc của người ta làm đẹp không? Rất là sáng và đẹp luôn các bác. Đó. Rất là sáng và đẹp. Tận đồng nhìn rất là đẹp. Đó. Thì đây là chính là về những cái dây Canon mà chúng em đang giới thiệu với các bác. Mà cái sản phẩm này thì chúng em về cũng khá là nhiều. Và tầm giá của nó là tầm trung nhé. Bên em cũng có loại dây tốt hơn nữa cơ. Đó, thế nhưng mà cái loại này chính là loại phổ biến nhất, phổ thông nhất. Đó, thì nó đang được bán tại Tuyên Vũ Audio rất là nhiều. Thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 thì được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.